Chú Thảo chào con cái đi, chú Thảo chào cả nhà cái đi. Ờ chào chào chào. Chào cả nhà. Ờ chào cả nhà, chào cả nhà, chào cả gừng. Bự nhưng mà tướng thì nó mập, thấy không? Còn hình này giống như là nó sáng, cái đều giống như là mặt trời. Nhưng mà hình thì giống như còn có hơi đủ ướt, hơi ngâm ngâm, mà cái đều giống như đang có trong một cái bờ, hay là trên những cái đường bờ đường. Bờ đường là thì giống như cái bấm như là sấm khối, là đồng ngầm. Còn hình này giống như cái độ nám. À, mà hình thì hơi mập ướt và gần gũi như cái màu cây còn màu hay là cái đường bí giống rồi, như tướng mà nghĩa tới chiều luôn là mình thấy ướt là tướng là tướng màu rồi em là giống như màu ướt cho chú Thảo ơi. Mà tướng này giống như hơi cao đều hơi phỏng mà giống như điệu cháy giống như hột quạt cho được chú Thảo bận kiểu là chữ ghi đó chú Thảo kiểu. Chú Thảo chào con cái đi, chú Thảo chào cả nhà cái đi. Ờ chào chào cả nhà. Ờ chào cả nhà, chào cả nhà, chào cả gừng cả nhà ở đằng sau. Mình nói trong gừng thì mình tưởng niệm nó gừng. Chú Thảo không có hát. Chú Thảo như chú Thảo là không biết hát. Thảo không biết hát, còn chú anh chị đây. Chú Thảo không biết hát hả? Cái này ta bác đáp ngược rồi hát không được đâu. Dạ, cái này chỉ kể thôi chứ hát không được, kể thôi. Kể thôi là hát không được hả chú Thảo? Hát là phải gắp theo cái đạo lý rộng hay là ga. Trong bộ máy thì phải để chẳng mà cái mùn lận ga màu, bận ga lỗ. Còn mấy gắt cái này là giống như nó bận bị kẹo, cái bận bị ít, với lại bận bị tắc, với lại bận bị gọng trên hát được cam được. Đây những cái nơi lắp gáp cái bầu này chứ. Còn này chỉ lại là dân chứng kiến mà bị lắp gáp thôi chứ không có. Có người lại nói chuyện với chú Thảo vui ha. Chị cũng vui lắm nha, nhưng mà khả năng thì có bao nhiêu thì nói chuyện bao nhiêu. Bữa thì dễ hơn chú Thảo, bữa không có người buồn hơn chú Thảo. Còn giờ vui hết chú Thảo. Vui không chú Thảo? Vui.
chào ô vui đi chú Sáu. Ô vui quá xa là vui. Ca theo con được không? Ca đi. Ô vui quá xa là vui. Chuyện đó được rồi, với mày vui quá xa là vui. Bà con hai họ có quá vui quá xa là vui. Vui rồi chú Sáu thích bài đó luôn ta. Ca lại chú đọc. Bà con hai họ hay hay. Ô vui quá xa là vui. Được, dấu nha. Miếng nước đi, nãy giờ nói chuyện lâu rồi. Miếng nước được chứ? Vui vui quá xá là vui hả? Nước nước ngọt. Nước ngọt các bạn lạnh. Các bạn nước ngọt hoặc bạn nước lạnh. Uống đã khác nha chú Thảo nha. Cái này uống là mát mẻ, mát mẻ. Đã khác là đi thuốc mày hút đã khác. Lại chữ khác, chữ khác là chữ khôn. Thuốc nữa, còn bỏ thuốc còn này mà uống đã mát. Bỏ thuốc đi chú Thảo ơi. Thảo gạt thuốc rồi. Cảm ơn uống nhiều các chú Thảo uống phải sữa đâu không? Thôi phải sữa ha. Thôi thôi đi. Cho tại chỗ này đâu có cần phải sữa đâu, mình đòi hỏi chỗ này kia bắt con mua. Bây giờ mua nè. Anh con đi mua nè. Thôi đi, có bao nhiêu mình thưởng thức nói chuyện bao nhiêu thôi. Ồ, nói chuyện còn bao nhiêu thì còn mua, nó không à. Tốn kém hai chú Thập. Bỏ cho mày. Tốn kém hai chú Thập. Ok. Dạ có anh em là lại nói chuyện với chú Thảo rồi, chú Thảo cũng vui. Chú Thảo không có hết buồn nữa, chú Thảo hết buồn rồi. Mày vui chú Thảo? Hả? Mày vui không? Vui vui. Vui ha. Có biết vui thì nếu dịch ra ta đều lý mà vui ha. Lý vui sao? Vui là lý giờ mà giờ que thì giờ que, qua là lợi. Qua lợi. Qua là kêu bằng lỗi tới luôn hay là nổ tới luôn, còn lợi thì nổ trở lại. Kêu là lý gọi là lý vui. Lý vui ha. À, giờ vui. Cái chữ giờ thì với giờ hình tới giờ luôn cũng giống như là gặm với luôn luôn là em là lý giờ là rồi vui. Thì trong cái lý gốc vui thì nó dựa vào cái chỗ này, hòa vui thì cái độ dính thì là giờ dậu vui, giờ ra hơi này là vui. Thảo là giống con là hai thôi hả? Dạ đúng rồi. Chào cả nhà. Ôi chào cả nhà. Dạ. Hello. Cô này giống Mẫn này chưa? Giống cô Mẫn giống Mino này chưa? Mẫn Mino ha. À. Mẫn Mino. Giống hay chú từ tự ha. Ngày xưa lỗi mì cũng lâu cái Mẫn lấy bánh đi giao này ha. Nó tướng hình thì giống, cái hãng giống hãng nhưng mà hãng giống hãng. Giống hãng sản xuất nha. Giống hãng sản xuất. Rồi cái lý buồn là sao chứ hả? Lý buồn hả? Lý buồn thì nhiều khi mình thấy bị bó quá đấy. Bó quá nó buồn. Bị bó, bị cột, bị bó quá buồn lắm. Giống như giò cắn tay chân là bị bó, bị cột là buồn cái lời mình tải cho bị cột đấy. Giờ hết buồn chưa? Hết buồn rồi, nhưng mà vô đây rồi thì nhìn ở cái này thì nó buồn với mình. Là nó hình nó kiểu này gác lại rồi mình vô cho mình nhọc. Là mình dứt cơn này rồi. Đấy, cho nó buồn cho mình. Đấy, cho nên là nhiều khi nói chuyện qua lại là không ngay thì mơ màng lên này nó buồn. Buồn thì buồn hết trơn nè. Chứ là không ngay góc gác buồn thì hình nào nó ra vô thì cũng buồn hết luôn. Là buồn bực đúng không? À, buồn bực mà giống như là số phận hình này, cái kiếp nơi này nó bị bó lại. Mà chú Thảo nói chuyện thấy tội nghiệp quá. Từ đầu cứng ra tới đầu mềm, từ đầu rộng ra tới đầu lỏng. Cho nên là nó bị bó, bị cột gì thì nó chảy ra cái nơi, nó chảy ra cái năng lượng mơ màng, cũng buồn. Năng lượng mơ màng. Buồn cho cái kiếp, cái năng lượng mà bị tù đó, bị ở tù, bị bó này, bị ở tù. Cho nên nó buồn, cho nên nó thích hộp, không thích, gan à, thằng khối nó có một tốc độ, nó giống như là mây trôi. Chú Thảo. Là hai bà khối trôi rồi. Chú Thảo nãy giờ chú Thảo là nhốt trong tù, có thuốc hút mới được hả? Ha? Chú Thảo nó nhốt trong tù, có hút thuốc được mới được hả? Ừ. Thì chú Thảo này là chú Thảo nói nãy giờ chú Thảo đó hả? Nãy giờ chú Thảo nói năng lượng cho mày thì của chú Thảo ha. Chú Thảo các bạn hơi ga nói
chứ lại hơi gần nói chứ. Dạ. Lại hơi hơi khô nói chứ hơi khối nói chứ hơi sáng nữa nói chứ. Như hơi chỗ hơi cháy rồi nói với hơi hình nói với hơi gùi nói với hơi gáy rồi nói với hơi gáy là sao con không biết nè. Hơi gáy là giống như mình gọng đậu gọng là gáy đó. Gà gáy đó hả chú Thảo? Nhìn hả ra là gáy rồi. Đậu gọng mà hả ra cũng là gùi là gà gáy đó ha. Ừ, hiểu không? Mình cũng y gà gáy vậy ha. Cái lò mình cũng y gà gáy nhưng mà tại hình hình hài chưa có giống là... tiệp màu thôi. Con nghe nói là chú Thảo sợ con gà lắm phải không? Đâu có con gà mới nhìn nãy mình nè, mình mấy mình cũng y con gà á. Con gà gáy chú Thảo sợ con lắm. Gà lúc nó còn nhỏ nó có lông, nhưng mà lớn bự rồi nó mới mượt như mình thôi. Chứ mà lúc trước nữa là chú Thảo mới ăn nãy nè ha. Ừ hồi nãy mà cái lòi mở vô miệng mà gà đó ha, mà cái lòi đó là cái lòi hình mấy mình lúc mà mình còn nhỏ đó. Lúc mà còn nhỏ chưa bị lắp ráp chưa ai coi ra lớn bự một ngày đó. Thôi chú Thảo nữa, chú Thảo giờ chú Thảo cởi một hồi quá trời luôn bác học rồi. Nói chút xíu chú Thảo dẻo quá. Nhưng mà nó lúc luôn thì cái lòi mình lòi gùi. Gùi thì mình mới khởi động được hay là mình nhúc nhích được hay là mình mới động tác cái độ rộng này kia mới lôi hay là phải luôn kiểu bằng đi bước này cái đó ha. Hay là chạy hay là chạy này cái đó. Hay mà nổ nói này kia là cái lòi gùi mới nói mới được nha, còn lòi đơ thì cũng phải dựa vào gió thổi này nghe mới có không khí năng lượng như mới máy bay đó chứ mà hay là mòn ra rồi. Sao mình không nói lòi ông để những cái lòi gùi sao nó nhỏ quá vậy? Gùi vô mà gùi vô mà cái lòi mình, còn ông thì cái lòi cái bầu lỗ, ông thì lớn hơn gùi, ông thì cái lòi trong này mà ông mà gáp qua lại cho mình gọi ông gù, ông gù gù ông. Chú Thảo còn chú Thảo có cái hôm bữa mà có chôn ai mình đó chú Thảo biết không? Chôn đó hả? Chôn mình đó là hình sao chú Thảo đó? Hình đó là cái màu mà cái màu vô ghe, màu gì sao chú Thảo bữa chết chôn đó đó? Không biết. Cái đó là gọi là cái hồn hồn hơi vô ghe. Cái chôn vui đó gì? Đó là bị hỏng thôi, phải chôn. Chôn một cái bí chôn mà nó chạy, cũng như xe chạy và bí chôn. Còn bí bị hỏng mà giống như hồn nó bị hỏng thì nó gạt. Đâu có chôn. Rồi chú Thảo bình luận cho con. Thì bữa nào mình thấy nào nói lấy thôi. Cái chữ chôn là cái chữ chờ. Cái chữ chờ mà nó chạy. Cho nên là còn cái điểm bí bữa đó bữa là nó hụt chú nó là cái bí là gọi là bí vô vô ga. Còn cái chữ chết là sao? Xuống rồi nó bị gạt anh này, chữ chết mặt lý nó giống như là rớt vô cái miệng y ổ bánh mì rớt vô cái mặt bờ mà khi mà lắc gắt bữa nó nhìn thấy là cái điểm nó lắc gắt. Chú Thảo ngủ ngoài này sợ ma không? Ma thì cái bản nào rồi ma bự chứ đâu có sợ coi nhớ sao rồi hôm hổm con ra thấy chú Thảo bắp chiếu bắp bụng giờ rồi kiếm thì tôi thấy miếng bợ thôi còn kiếm thì chào ừ lấy miếng bở tắm bít bụng cho luôn kiếm thì nó cháy mới chứ. Vậy là có sợ ma có gặp ma không? Ma thì màu ma là cái lồi màu bắt mắt mắt cho ma này ừ, ma là cái màu y như màu lá màu mà ma đó màu xanh lá cây ha. Còn với cái cô này là cái cô nằm bên gọi là cái cô mờn mát thôi chứ còn ma mà là y như ma này chứ Thảo thích uống nước đá không? Nước đá thì cũng thích lắm nha. Mà mấy con không ở tiệm là nó không có bán thuốc là chú Thảo đừng có hút thuốc.